4.4 lít lần trời. Máy này lớn hơn máy 2635 nữa. Ê, có hàng mới cho anh em xem nữa đây. Đang đi nước. Nước này như là tắt 2 rồi. Đây 425. 425 này con này lần đầu tiên quay được nha anh em. 2635 đồ. 2625 đồ thì quay được rồi. Với 1552 đồ cũng quay được rồi. 425 thì lần đầu tiên quay được luôn. Đồng ở đây đồng Bình Phú, Tân Hồng, Đồng Tháp. Bình Phú nhưng mà cái hướng về Tân Hội đó, hướng Cảnh Giới đó, hướng biên giới đó. 425 này thiết kế nhìn nó đơn sơ hơn 2635 ha. Đã chưa. Ê. 425 Xtra. Con này tạm thời thì quay xem thôi nha anh em. Thông số thì mình chưa có tham khảo qua, chưa có nắm rồi. Nó chạy á thiệt trời. Đúng là MF mà. Ở lòng vòng ở đây thì 2625, 2635, 425 này là đều mới đó. 1552 thì phải đi vô trong cánh chi tôm, tỉnh bia nữa trọng mới có. Ở đây cái dùng này ở đây là dùng chiên John Deere với Kubota. Còn MF này thì được, MF đồ mới này được 3 con. 2 con 26, 35 dưới 1 con 425 này. Còn con 2625 thì tuốt ở dưới Tân Hòa ở dưới đó. 425 này chắc cũng 4 máy quá. Đi vỏ lớn ta, vỏ này tới 18, 4, 2, 18 lần rồi, vỏ sau á. Ngoài trước là đi luôn 11, 24 rồi. Con này dàn chân hơi bị khủng á. Ôi ơi, nhạn hay cái gì đâu mà nó bay kìa. Nhạn với yến. Dàn sớ sọ đôi. Cái dàn chân nhìn ớn đã thật chứ. Con này cabo nó uống ha, kiểu nó cái nó uống chỗ này nè. Nhìn hơi mềm mấy con kia. Ga nhìn quá đã luôn trời. Ga này ga thưa. Cục máy chạy ba lửa kìa. Thằng 2635 mình nó xài máy Simpson bít tông 94 3.6 lít. Simpson 436. Có tục bô, còn 2625 thì cũng Simpson 436 luôn nhưng mà không tục bô, nó khác. 2635 là nó không tục bô. Còn 1552 là nó xài động cơ Isuzu, 1552 là hợp tác với Nhật. Con này thì không biết động cơ gì. Con này thông số chưa đọc cho nên chưa nắm nha anh em. Cái này mình bổ sung sau nha, bổ sung trong phần bình luận hoặc là trong phần mô tả sau. Con này là hình như bên Long Thuận qua, Long Thuận, Long Khánh gì đó. Có cho mình hai mấy lần mà mình quay không được. Cục máy chào bá luôn trời. Con này máy lớn á. Con này mình dài ha. Mấy con đi kéo đi cài sướng lắm. Cái xe mấy dòng đầu mới này hiện tại là được sản xuất ở Ấn Độ với Nhật Bản nha bạn. Nhật Bản là dòng 1552 đó. Còn dòng này không biết Nhật Bản hay là Ấn Độ đây. Bô nằm nghịch nè. Bô nằm nghịch này là thằng giống thằng 2635 nè. Khả năng cũng là động cơ Simpson luôn. Ít gì đâu mà biết ít gì mấy.
dòng này dòng 3 số, 425, 2635, 2635 thì dòng này 4 số. Nói chung em ép, nhìn em ép thì cái số đời nó thì không thể nào nói được mã lực với động cơ nha các bạn. Nó không có quy tắc. Nó không có quy tắc như mấy dòng khác. Ví dụ như 42 này cũng có thể là 42 mã lực. Mình nói vậy thôi, 1552 thì là 52 mã lực. Như 2635 thì đâu có cái nào mà nó 26 hoặc là 35 mã lực, mà nó thực ra nó tới 75 mã lực. 2625 thì 65 mã lực. Nó không có quy tắc. Con này dàn chân nhìn đã rồi chứ, mà cái mình cũng nhìn cũng phê lắm, dài đòn. Con này dài cũng tương đương 2635 á. Chạy cái này rồi chê gì nữa, quá phê luôn. Con này phải đi vỏ, phải đi mâm 30 rồi mới xứng. Về còn chống khúc kìa. Chống nguyên một khúc luôn, con này đi vỏ 30 là xứng đáng. 18-4-30 á, đẹp luôn. Con này chắc bên Long Thuận, Long Khánh nhiều quá. Đồng này là đồng giặt trên của Bình Phú nha các bạn. Cái đường đường cặp biên đi về Tân Hội đó, về Tân Hội Hồng Ngự á. Đường này thì đồng này thì máy khủng khủng mà mình chưa có quay được nhiều. Nhạn nó quay. Da này 2m2. MF này thì lịch sử nó là gốc gác là sản xuất máy nông nghiệp nha các bạn, chuyên máy nông nghiệp là bên bên máy máy tuốt á, máy tuốt lúa á, máy tuốt lúa đầu tiên trên thế giới là của MF sản xuất, sau này mới ngã nghiêng về bên máy cày nhiều. Massey Ferguson là nó hợp tác của Massey Canada, và Ferguson của anh đó là cái từ Massey này từ là hợp nhất. Còn cái logo tam giác này là biểu tượng cho ba móc đó, ba điểm móc ở ngoài sau đó, là ba điểm móc này là của ông MF, ông với ông Massey, ông Ferguson gì đó sáng tạo ra, sáng chế ra. Hình ba cái tam giác là tượng trưng cho ba sự hợp nhất nha các bạn. Khiếp rồi trời. Nó ba cái đếm móc ngoài sau có xài cho máy cài là phát minh của MF đó. Nãy giờ quên xoay đít ha. Đít này Sego. Không, bình dầu cũng nằm bên. Đặc trưng của dòng đời mới. Heo Tết thôi ta. MF 2635 thì nó xài bơm điện. Con này không biết xài bơm gì đây. Thank you.
con này dàn đèn, nó chơi dàn đèn tròn không luôn. Đèn trước tròn, đèn sau tròn luôn. Đường cuối, đường nữa là xong. Cái này tán nhúc thả lũ nha các bạn. Mấy cái dạng này như theo như mình biết là nó gò cho nên không có nước luôn nè. Không có nước nhưng mà nước mưa. Ở đây thì xạ rồi à, còn sót mấy ô này thì chưa xới cho nên chưa có xạ. Thầy cầu cũng dán cầu một bên nè. Chống 2635, 2625 luôn. Úp. Long Thuận qua phải không? Máy nó bên Long Thuận qua hả? Long Khánh. Ở đâu? Ở Long Khánh. Ừ, Long Khánh. Vậy là nu nu vậy đó hả? Phải không? Anh quay kênh gì? Miền Tây TV á. À, cái máy này ông anh gì, ông gì ông Nu Nguyễn gì đó. Phải không? Ai hay cho tôi hay mà tôi qua không được này trời. Nu giáp. Ông Nu phải không? Nu ngoài Long Khánh đúng không? Ừ. Cũng có máy, cái máy này gần đây nè. Vậy là bên Long Khánh có mình 425 à? Dạ. Đúng rồi. 99.000. Ờ, 9.000 của Kubota đó. Vậy là anh tên Nu phải không? Đi đó, đi chạy qua. Lấy qua ha. Máy này gì là nhiêu ngựa? Em ngoan đi dầm chút xíu rồi. Đợi đợi xíu nha. Thôi thôi. NSR rồi cái mã máy đâu trời. Cái tay em nằm đâu ta? Đồ. Tết hả? Rồi không có đóng mã luôn rồi. Đây. Bikin đu. Heo này heo thai rồi. Thai rồi hả? Vậy máy này lâu rồi hả? Bikin này bikin mấy đây? Anh nghe cái nền đang ấy đó phải không? Dạ. Engine chóc hết trơn rồi. Bốn chấm bốn lít lần trời. Máy này lớn hơn máy 2635 nữa. Thì con này không lẽ 75 bẻ mấy ngựa. Tên thông số rồi. Người thì nói 65 rồi nó 70. Đây không phải tên thông số à. 2635 thì nó dán ở đây nè, nó dán cái tem trắng ở đây nè. Con này dàn chân quá lớn rồi. Hình như mâm 28 phải không? Thì số model. Vậy là cái thông số nó nằm ở trong cái cuốn catalog rồi. Đã chưa? 18 4 30 lận cha ơi. Vậy mà nãy giờ nói 28 không à? Mà chưa chứ 11 24 rồi, 12 luôn, 12 24 luôn. Nó không dừng lớn hơn 2635 á, 2635 máy có 3.6 à. Thằng này nó máy chứ 4.4 mình kìa. 4.4 lít lận. Ừ, nó hơn nhỏ hơn xíu. Chưa biết ạ. 2635 mình như là heo ti. Vì hơn này Tết hãng nó thay luôn nè. Xíu hãng nó thay luôn không? Mua heo chợ, nghĩa địa gì làm vô. Cũng heo của nó luôn hay là heo của chị khác? Của nó, mờ đời trước. Cũng cộng bên nữa. Nhà
heo Vin nó đem đi làm ở Sài Gòn về gắn cho nó. Vì nó thay qua heo này nó mới ra khói coi đó đó. Chạy đỡ tính dầu mồ chỉnh biết dầu rồi. Ủa mới đâu, này để về coi mạng rồi. Ảnh cho hay.